Từ năm học 2019-2020 đến nay, mỗi ngày học mới ở trường tiểu học Hà Khẩu, thành phố Hạ Long luôn diễn ra trong không khí vui tươi, bắt đầu bằng màn chào hỏi thân thiện giữa cô giáo hiệu trưởng và từng học sinh. Hoạt động này diễn ra vào tất cả các ngày trong năm học, giúp cô trò gần gũi, không còn khoảng cách. Sự có mặt của ban giám hiệu, giáo viên và đội cờ đỏ vào giờ đón trẻ học sinh cũng góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường. Ngày nào cô hiệu trưởng cũng chào đón chúng con đến trường và tạm biệt chúng con lúc ra về nên con cảm thấy các cô rất thân thiện và yêu thương chúng con. Con cảm thấy mỗi ngày đến trường đều là một ngày vui ạ. Con tôi đang học lớp 4 tại trường tiểu học Hà Khẩu và ngày nào con cũng thích đến trường. Đây là một ngôi trường rất là thân thiện, an toàn đối với các em học sinh. Bản thân tôi và các bậc phụ huynh luôn luôn an tâm khi gửi con đến trường. Trong mỗi tiết học, các giáo viên trường tiểu học Hà Khẩu thường xuyên khích lệ, động viên học sinh phấn đấu học tập. Nhờ sự yêu thương, tôn trọng và tận tâm giảng dạy của thầy cô với những phương pháp dạy học tích cực đã khơi dậy hứng thú học tập cho các em học sinh. Với mỗi giáo viên chúng tôi, việc được nhìn nét mặt hân hoan của các con trong mỗi giờ học đó là động lực để chúng tôi tiếp tục dạy tốt, tìm tòi các phương pháp đổi mới dạy học để nâng cao sự chủ động, tích cực, sáng tạo cho học sinh, giúp cho cả cô và trò cùng hào hứng trong dạy và học. Chúng em rất thoải mái trong học tập, không bị áp lực môn học nào cả, bởi các thầy cô luôn ân cần dạy bảo cho chúng em. Ở trường tiểu học Hà Khẩu, trong nhiều năm liên tục không có bạo lực học đường, không có hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, không có những hành xử xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể nhà giáo và học sinh. Trong môi trường này, từ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh đều được nói lên suy nghĩ, có điều kiện đổi mới sáng tạo, phát huy năng lực cá nhân. Mục tiêu của chúng tôi hướng tới đó chính là đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo. Với phương châm là chúng tôi quan tâm tới tất cả các đối tượng các em học sinh, mà các em thì có một vị trí quan trọng nhất trong mỗi lớp học và mỗi nhà trường. Và cách thức của chúng tôi làm đó chính là đổi mới, tức là thay đổi ngay từ người quản lý và thay đổi đến giáo viên. Và khi giáo viên được yêu thương, an toàn, tôn trọng, tức là giáo viên được hạnh phúc. Và niềm hạnh phúc của giáo viên này thì họ được hạnh phúc thì họ sẽ lan tỏa đến các em học sinh và họ sẽ dạy tốt hơn, chăm sóc các em học sinh cũng tốt hơn. Và người được hạnh phúc đó chính là các em học sinh. Trường tiểu học Hà Khẩu là cơ sở giáo dục điển hình trong xây dựng trường học hạnh phúc của tỉnh Quảng Ninh. Nhà trường vẫn không ngừng nỗ lực nâng cao năng lực ứng xử và đạo đức nhà giáo, chú trọng đổi mới sáng tạo trong dạy và học, đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho giáo viên, học sinh, để cả người dạy và người học đều có môi trường làm việc, học tập vui vẻ, thoải mái, được yêu thương, tôn trọng và cảm thấy an toàn.